Hello, chào các anh em, chào mọi người đến với thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những chai nước hoa có mùi hương của rượu, hay còn được gọi đó là Buzinot. Những chai nước hoa này có cái mùi hương giống với rượu rum, rượu vodka vân vân, và so sánh với những nốt hương nam tính khác như là thuốc lá, gỗ thì mùi hương của rượu nó cũng rất là đàn ông, nó cũng rất là lịch lãm và một chút bí ẩn đó. Và nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương mà sau khi xịt xong mình muốn cho mọi người ngửi cảm giác giống như kiểu men say tình nồng ấy đó, thì video này chính xác là dành cho các anh em đang có cái yêu cầu như thế. Mình sẽ giới thiệu cho anh em 7 hoặc 8 chai nước hoa có cái mùi hương của rượu, và mình hy vọng rằng sau cái video này thì các anh em có thể lựa cho mình được một cái mùi hương có cái nốt rượu ưng ý nhất. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos mà nó có tên là Dark Rebel. Đây không phải là một chai nước hoa thuần mùi rượu 100% mà nó có cái sự kết hợp với gia thuộc và thuốc lá cộng thêm với rượu rum tạo nên cái mùi hương rất rất là chất đó. Nó giống như kiểu là một anh chàng áo khoác màu da đen phi lên một chiếc xe Harley và phóng vút một cái này ở ngoài đường. Nếu như các anh em nào ưa thích một cái phong cách dạng như kiểu là một chút bụi bặm, một chút bất cần đời nhưng cũng đầy chất nam tính thì John Varvatos Dark Rebel là cái mùi hương như thế, rất rất là thú vị nếu như các anh em muốn một cái mùi hương độc đáo đó. Chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến ở đây đó là Kilian Black Phantom, một sự kết hợp giữa rượu và sô-cô-la. Mỗi khi mình xịt mùi hương này mình luôn liên tưởng đến có những một số những cái loại sô-cô-la mà bên trong cái nhân của họ pha mix cùng một chút rượu khi mà chúng ta thưởng thức cái thanh sô-cô-la đó, đến lúc cuối cùng cái mùi hương rượu nó quyện cùng với vị ngọt của sô-cô-la thì Kilian Black Phantom nó luôn luôn mang cho mình cái cảm giác như thế. Khi mà mình mới xịt thì một cái hương vị rượu rất rất là nhẹ nhàng bay lên, và sau đó là cái mùi hương sô-cô-la rất rất là thật thật, gần như là như những thanh sô-cô-la ở ngoài đời mà mình hay được thưởng thức. Đấy là một cái điều rất rất là thú vị ở chai nước hoa này. Do vậy nếu như các anh em nào mà ưa thích cái kiểu như là một chút rượu hơi hơi cộng thêm cái vị ngọt của sô-cô-la thì Kilian Black Phantom là cái mùi hương như thế. Chai nước hoa thứ ba mình muốn giới thiệu đây là một sản phẩm của nhà Thierry Mugler, Homart. Đây là một trong chai gọi là xuất sắc nhất nhì của nhà nước hoa này với cái mùi hương có thể gọi là rượu tiêu biểu đó. Anh em nào muốn một cái mùi hương mà nó mang theo kiểu cái hướng phương Đông ấy, một chút rượu, một chút cay nồng thì Thierry Mugler Homart là cái mùi hương như thế, các anh em nên tham khảo, rất rất là thú vị chai nước hoa này. Chai nước hoa thứ tư mình muốn giới thiệu ở đây đó là Bentley Intense. Sự kết hợp giữa rượu và gia thuộc. Ở chai nước hoa này thì mùi rượu nó mix cùng với gia thuộc, nó không phải là một mùi hương rượu thuần nổi trội lên mà nó kết hợp cùng với gia thuộc tạo nên một cái mùi hương James Bond. Nếu như các anh em nào ưa thích một phong cách quý ông lịch lãm giống như kiểu James Bond trên phim ảnh thì Bentley Intense là cái mùi hương như thế, rất là lịch lãm. Chai tiếp theo đó là Ungaro Pohom. Đây là một sự kết hợp thú vị giữa hồng và vodka lạnh ấy, đó. Mặc dù đây là một cái mùi hương nó ra mắt từ khá là lâu rồi, từ năm cuối thập niên 90 cơ, thì mùi hương nó có vẻ là hơi classic cổ điển rồi. Thế nhưng ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt thì cái hương vị của rượu vodka ướp lạnh cộng mix cùng với hồng nó khá là thú vị, nó khác khá là nhiều so với những cái chai mùi hồng hiện đang khá là phổ biến hiện tại. Nhưng mà như mình đã nói, đây là một chai nước hoa ra mắt từ rất là lâu rồi, cho nên cái phong cách mùi dù sao thì nó cũng là một cái gì đấy nó thuộc về xưa cũ, nó không phải là theo một cái phong cách hiện đại. Thế nhưng rượu trong chai nước hoa này thì khá là thú vị đó, Ungaro Pohom. Carolina Herrera Sietchman Privé, đây là sự kết hợp giữa rượu và một chút ngọt, nếu như mình nhớ không nhầm đó là đậu tonka, rất rất là sexy. Chai nước hoa này
mình thích xịt vào những cái ngày lạnh ấy. Hơi xe xe lạnh thì không thích lắm, nhưng lạnh, lạnh theo kiểu lạnh buốt ấy, thì mình thích xịt hơn. Bởi vì cái vị ngọt của nó hơi một chút rượu khi mà mới xịt, cộng thêm cái vị ngọt về sau rất là quyến rũ. Nhưng mà mình nghĩ rằng xe nước hoa này có vẻ không được chuộng ở Việt Nam. Mình nghĩ là như thế. Số ít anh em thích cái chai nước hoa này, còn lại thì không có quá nhiều người thích. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái chai hương vị rượu, cũng ok. Saint George Unforgivable. Đây là một dạng kiểu ly cocktail giữa trái cây mix cùng với một chút rượu. Nó sẽ không hẳn là một cái mùi rượu giống như chai Thierry Mugler Pall Mall Canh Đồng, mà chai nước hoa này là một chút citrus, một chút trái cây mix cùng với rượu. Nó rất là nhẹ nhàng, được đánh giá có nét tương đồng với Creed Imperial. Dù sao đây cũng là một dạng best cheap, một chai nước hoa giá rẻ, chất lượng cao đó. Và cuối cùng chai nước hoa mình không có ở đây, đó là sản phẩm của nhà Bulgari Man in Black. Chai nước hoa này nó có nét tương đồng với Spice Bomb, nhưng bởi vì nó thay đổi một chút, nó có một rượu, cho nên mùi hương của nó có phần nó mềm mại hơn, nó không kiểu thiên về cay nồng như chai nước hoa này, mà ở chai Bulgari Man in Black nó có một cái gì đấy nó hơi mềm mại, nó có cái gì đấy nó hơi nó thanh hơn. Mình nghĩ là như thế, mình cảm nhận của mình so với Spice Bomb là như thế. Thì Man in Black cũng là một chai nước hoa có cái mùi rượu rất đáng để chúng ta tham khảo đó. Và mình vừa chợt nhớ ra thêm một chai nữa của nhà Killian cũng rất là thú vị, đó là Killian and the Share. Đây là một cái sự kết hợp giữa mùi hương của cognac và một chút ngọt của vani và amber. Nhưng thực tế thì cá nhân mình thì mình vẫn thích chai nước hoa Killian Black Phantom này hơn. Cái đấy là thông tin là tùy gu của mỗi người. Vì mình thấy rằng and the Share cũng rất là nhiều các, kể cả chị em và một số các anh em đánh giá rất là cao. Nhưng mà đối với mình thì mình vẫn thích cái vị rượu kết hợp với sô-cô-la giống như Black Phantom này hơn là and the Share. Nhưng mà nếu như các anh em nào muốn tìm một cái mùi vị rượu cộng thêm một chút ngọt nhẹ nhàng thì cũng có thể tham khảo and the Share, cũng khá là thú vị đó. Vừa xong mình vừa giới thiệu đến cho các anh em một vài chai nước hoa có mùi hương rượu gọi là khá là rõ ràng. Mình hy vọng rằng các anh em tùy theo cái gu của mình, đó cái phong cách cách của chúng ta sẽ lựa được một cái mùi hương nó hợp với cái style. Video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.